Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ trang trí để thức ăn bằng quả cà chua, và hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm bông hoa hồng bằng quả cà chua nhé. Thì đầu tiên mình sử dụng 3 quả cà chua này. Cà chua thì các bạn mua cà chua nào cứng nhất, đừng mua cà chua mềm quá nhé. Dưa chuột này và một ít rau húng quế, rau húng á, rau độc á, để mình trang trí cho nó đẹp. Và mình sử dụng một cái sa này nhé, để mình cắt tỉa hoa nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tỉa nhé. Mình sử dụng đây. Đối với cái quả cà chua này thì mình sẽ cắt đầu này trước nhé. Mình cắt một cái lớp phía dưới này. Đó. Nhưng mình không cắt hẳn nhá, mình cắt đến đây thì mình sẽ vòng đường. Đó. Các bạn để ý nhé, mình vòng đường nó. Các bạn cắt đều cánh hoa và vòng đường lên hết khi nào đến khi hết quả cà chua thôi nhé. Đó. Các bạn cắt cẩn thận để kéo là đi một đoạn nó đứt thề nhé. Đó, mình cắt phải cẩn thận. Đi đối với sao này rất là sắc. Nên mình đi mà mạnh tay một tí hoặc là đi không đều tí là nó đứt mất cái đoạn này nhé. Đó. Nhá. Đây, mình đã gọt hết cái phần quả cà chua nhé. Phần này mình không dùng đến nhé. Đây, mình sử dụng cái phần này. Thì bây giờ mình sẽ tạo cánh hoa cho cái quả cà chua này nhé. Các bạn nhé, các bạn cuốn theo cái đường phía dưới á, đây cái mặt này thì mình sẽ cho phía dưới nhé. Các bạn đó. Chúng ta mình cuốn như thế này để cho tạo thành cái cánh hoa nhé. Bạn nào cắt đều được thì rất là đẹp, nhìn rất là đẹp. Đến đây rồi nhá. Đó, mình đã tạo được một cái bông hoa hồng bằng cà chua rồi. Thì bây giờ cái phần đây, cái phần của cái này thì mình sẽ cắt bỏ đi nhé. Đây các bạn xem. Đó, mình sẽ cắt bỏ để tạo cái đây, các bạn thấy mình vừa làm một bông hồng bằng cà chua đẹp không? Đây nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm bông thứ hai nhé, để mình trang trí lên đĩa của mình nhé. Đối với cái quả thứ hai thì mình cũng làm tương tự như thế nhé. Mình cũng cắt đường như thế này và cắt vào vòng vòng như thế. Đây, mình cũng cắt như thế này một cái lớp ở phía dưới nhé. Xong đến chỗ cái phần này thì mình sẽ không cắt đứt mà mình cũng tương tự như vậy. Đây. Đó. Và mình cắt đều các cái cánh hoa đi. Đó. Các bạn nhé.
Các bạn đi đều và cẩn thận nhé, như là chỉ cần lệch tay một tí là nó sẽ cắt đứt thẳng cái miếng cà chua nhé. Đó, mình đã làm được phần quả thứ hai nhé. Thì bây giờ mình sẽ tạo tiếp cái bông hoa thứ hai. Đây các bạn nha, mình đã tạo xong ba bông hoa bằng cà chua nhé. Đó, để mình trang trí lên cái đĩa thức ăn của mình. Thì bây giờ mình sẽ trang trí nhé. Mình gọt đây đối với quả này thì mình sẽ gọt và mình trang trí xung quanh cái bông hoa cà chua nhé. À, đấy các bạn nha, mình bây giờ mình sử dụng cái này mình các bạn cắt dài nhá, để có phần như thế này và mình cắt dài cái cắt chạy dài cái phần quả dưa chuột này nhá. Đây này. Rồi mình cắt một lớp mình vứt đó. Đó. Như thế này là hơi hơi cũng chưa hơi. Đây. Các bạn cắt như thế này nhá, thì mình sẽ cho một lớp mỏng chạy dài thế này đó, đây. Và bây giờ mình sẽ chẻ đôi kia đây, mình trang trí cho các bạn xem nhé, chẻ đôi nhá và mình cho vào kia đây, các bạn cho lùi vào thành cái cánh hoa đó. Tiếp tục mình lại làm tiếp và mình cũng chẻ đôi đi, mình chẻ đôi thế này, mình chẻ đôi rồi mình và tiếp tục mình lại. Và mình chẻ đôi tiếp. Và mình trang trí cái rau nhé. Rau này mình sẽ trang trí xung quanh và mình nếu mà dài quá thì mình ngắt cọng đi. Mình luồn vào phía trong nhé. Mình cắm rau xung quanh cái đĩa. Đây các bạn nhé, mình đã bày xong một cái đĩa trang trí hoa nhé.
Thì đối với các bạn để một góc ở phần đĩa này cũng được, hoặc là bạn có thể để giữa đĩa để mình trang trí cũng được nhé. Để giữa đĩa thì trang trí nó cũng rất là đẹp. Đẹp chưa? Mình sẽ làm những video đẹp hơn nữa nhé. Vì đây là mỗi video bắt đầu của mình.